Anh em ơi, hôm nay mình ra ngoài điểm này. Có ông anh được trước mình có ghé quay clip một lần rồi. Hôm nay anh đón anh em mình qua bên kia mình quay một clip tiếp theo nha các bạn. Lên trước đi. Gió quá, gió quá. Hôm nay gió to quá anh ơi. Gió đang này, bão số 10. Sáng nay anh cho rớt có không anh? Có được ít mà sáng anh bán rồi, bán sáng sớm. Dạ. Lên bao nhiêu? Để cho đuối lên bao nhiêu? Bơi giùm anh bơi đuối. Chiếc ghe nhỏ quá, hồi nãy chở Trọng với Toàn qua trước rồi. Ngày nào anh cũng trực chiến ngoài này hả? Dạ. Chìm chiếc ghe du lịch qua đây hả? Ừ. Nó sống qua cái bãi cồn. Xong đánh qua bãi này luôn hả? Thấy là bao giờ đánh du lịch ghe không? Okay. Anh ơi, hôm nay bà bè có cá mú hay là cá... Cá mú, cá hồng. Cá gì màu đỏ luôn, có cá đây không? Cá gì màu đỏ luôn á. Màu đỏ là cá hồng á. Ồ, bữa nay anh mới làm cái trò kia luôn hả? Wow, chỗ đấy quay phim hơi bị đẹp luôn ha. Bè nổi luôn mà. Để tour sau làm máy xong không gió. Nếu anh em làm tour nên chứ du lịch đó. Du lịch luôn. Làm dọc sông. Yeah. Mai mốt em mà ví dụ em có khách mấy anh em phương xa là em sẽ dẫn ra chỗ này đó, chơi. Trước đó là anh làm bàn ghế đầy đủ hết luôn đó. Wow, quá dữ luôn. Bữa đó có thấy shop đặt shop luôn mà giờ bão vô á. Ốp shop luôn cho mát cái gì? Bảo vô đi mất anh. Đưa đi hết luôn. Lục không sợ mà sợ bảo à. Anh kêu cái thiền cái bữa đưa lên qua qua kia luôn này. Qua cái gò luôn. Từ từ anh hai. Con cầm máy quay cho anh con. Lên cái bìa con mới chưa quen đứng hơi mệt. Xe xéo mày ơi. Gió rồi có nhịp cái cần nó ok vậy mà anh thấy nó nhịp thì anh phá vậy mấy. Phá nhịp hả? Phá lên xuống đi. Anh em ơi, hôm nay thế là chơi của anh em mình thế này nha. Hôm nay là mình sẽ làm ai là người tranh tài vua sashimi. Sashimi muốn ăn Nhật Bản á. Anh em biết không? Để làm sashimi theo kiểu Nhật Bản hả? Ừ. Tụi má bay Nhật Bản về hồi sáng này. Ghê trời. Chứ sao trời. Luật chơi của anh em mình thế này nha. Anh hai. Ai là người trang trí làm món sashimi đẹp nhất? Ok chưa? Ok. Cho nên hôm nay anh em quyết định mượn cái trò anh ấy và sẵn ra đây mình mua cá mú trực tiếp ở ghe anh luôn. Bị anh luôn. Nó hồng mà nó nhỏ anh. Có thể có bảo không? Giờ nó cầm mú. Dạ. Có cầm mú không anh? Lấy cầm mú đi. Không có đây là làm gọi được không? Không diễn cái diễn. Cái diễn, cái diễn. Con lấy được không? Đó. Được mấy con nào to nhất của anh á? Không dài rồi. Tầm nhất con nào to nữa không anh? Đó, là mập. Lượng nào bự bự á. Nó chạy luôn kia mất anh. Con mập nó chạy luôn kia đâu. Từ từ. Lưới chèn con không thấy được. Thấy rồi hả? Wow. Wow. Thấy đâu nè, được không? Cá mú này nhỏ vậy ta? Đợt trước bự bự không bán hết rồi anh. Đúng rồi, bỏ quán này. Anh ơi, cá mú này là cá mú anh thả rới với nó anh bỏ vô nuôi phải không? Đúng rồi, tự nhiên đó nghe. Dạ. Cá rất tự nhiên. Cá tự nhiên, cá mú tự nhiên nè các bạn ơi. Không, con nhốt bắt mới được chứ sao tự nhiên. Bắt mới có chứ. Wow. Cá mú xong tự nhiên nhìn nó khác không Nguyễn ơi. Cá mú nuôi nó khác. Con biết sao phân biệt con có đực cá không? Cá mèo đúng không? Cái này cá mèo. Chút nữa nó lại cho đây luôn. Phải không? Đây con mắt okay. Xanh, xanh, xanh kìa. Em nghĩ là con đây là chút nữa ba con hàng này, ba con này. Mèo luôn. Anh hai ơi, em nghe nói là cá ngừ đại dương mắt xanh là mắc tiền lắm mà con đây mắt xanh này. Xanh lá cây luôn này. Mu này mu mắt xanh. Đây là 100% tự nhiên luôn hiểu không? Nó khác kìa. Là anh thợ rớ có nhỏ bỏ vô rồi lát có dụng cho nó ăn luôn. Nhưng mà khả năng có tự nhiên là nó không có mập bằng có kia. Đúng rồi. Nó không có dụng mà. Còn nó mắc gấp từ 2 lần cá anh em ăn. Gì? Đúng rồi. Mắc gấp 2 lần cá mà ăn quán hả? Đúng rồi. Ba đầu bếp mỗi người một góc chiến đấu các bạn ơi. Hôm nay mấy anh em giám khảo nhận xét xem ai là người trang trí món cá mú sashimi đẹp nhất nha các bạn. Chỗ này trông trên quá. Ổn không Toàn? Ổn nha. Coi đang làm cá mú sống nhẹ xuống là xong rồi. Không biết người ta cái tròn tròn này là cái gì ta? Đang nuôi tôm hùm á. Tôm hùm á? Khi qua đây anh em mình đã chuẩn bị các đồ nghề này các bạn ơi. Rồi đặc kiểu. Hôm nay là cuộc chơi trang trí nha, thẩm mỹ nha. Yếu tố thẩm mỹ đặt lên hàng đầu nha các bạn. Thơm đi. Còn cá ở đây này, cá mú tự nhiên ở đây thì chắc chắn là sẽ ngon rồi. Hình như mấy cái này nó dư sao á. Dư làm luôn. Làm luôn. Chiến luôn. Rồi trộm chơi nho. Là chua. Đâu, giờ phi lê đi. Rồi. Rồi anh em phi lê ra. Nào phi lê trước đi. Em thời gian gọt cái bông rồi.
đây đây mà gặp cái da bên Nhật là thái con cá còn dễ luôn á. Bữa em đi qua Nhật mà em quên mua quả da về ảnh cầm về á. Bạn nhớ em có kim Nhật mà không lấy ra không thái. Được đâu, đấy để em chân phong thủy mà. Ừ. Bạn làm gì ta? Hả? Làm cái gì á hiện? Dĩa bằng. Dĩa bằng. Cái sớ thịt của con cá mú không? Nó ít máu quá đoàn ha. Nó trắng bát mà. Ừ. Đúng là mà có cái mú đỏ mà ở ngoài rạng á, mà làm xỉu luôn. Mú đỏ nhìn đẹp kể gì. Đúng nào. Anh em thấy giờ thấy con cá nó khác kia không? Một mạch thịt, một mạch lưng. Một thịt, một lưng. Để ra luôn hả? Anh em ơi, thấy cái trò không? Cái trò anh ấy ở mình, một mình anh làm luôn các bạn ơi. Mà cái tay anh bị hồi xưa anh tí xí nát cái tay luôn, cái tay bây giờ không có co thẳng được mà khỏe quá. Làm thêm mấy cái bì hồ tôm nữa. Anh này anh giỏi quá, giỏi luôn. Thời gian anh hai với toàn lạng có mình gọt cái cây chạm anh em trắng miệng á. Cái đây làm cái mũ đậu đẹp nè. Ủa chứ sao, ấy chủ yếu là làm cái cây, gọt cái cây anh em ăn lá trước tính theo. Đừng nói là cái đây làm cái mũ đậu nha. Đầu bếp là phải có cái mũ chứ. Quay vô. Được rồi, đẹp quá, đẹp quá đẹp. Thôi dở, cái đây là mình làm cái mâm để trang trí có sashimi nha các bạn. Sao cái mũ nó cứ nhỏ nhỏ cái này ta. Con này tầm cứ 4 5 lạng mấy đâu á. 5 lạng. Cái mũ tự nhiên mạnh bắt ra bao nhiêu mình thả vô bì mà đâu phải ai đâu. Còn bữa qua Nhật nghiên cứu cái món này kỹ chứ toàn. Tại sao tôi học bí kíp của sư phụ tôi. Không có mú mà sashimi anh nghe nói là phải ăn mà trên mình người mới ngon không? Nhớ đâu ta, Nhật Bản ở đâu mà. Đây là ăn sushi hay gì á. Cái mới ăn trên mình người hả? Ừ. Là mình để trên cơ thể một cô gái đẹp hay gì đó. Không trời. Hay chạy anh hai anh em ngửa ra đi. Lúa em trang trí đây lửa tự thức. Anh hai khó thằng hả? Chết bỏ luôn con cá luôn á. Bỏ gì bỏ cái bì luôn, đốt cái bì luôn. Khâu bên anh em mình đi chuẩn bị nguyên liệu mới lâu, với bây giờ vô đây là có cá rồi, bây giờ mình làm nhanh lắm nghe ơi. Đá xay được nó công nhận nó lạnh lâu ghê ha. Ông Hiển biết tôi làm về cái đề tài không? Cá tiết hả? Con thì nhỏ ra khơi. Con thì nhỏ ra khơi. Đúng rồi. Còn đang tơ văn dữ ta. Ủa anh hai lấy con cá mà sao anh cắt cái kỳ đã mất tiêu rồi? Không anh đây là cánh bùm bị gãy. Cánh bùm bị gãy. Chuyên đề dữ trời. Đúng rồi anh hai, con cá anh hai làm giống cánh bùm bị gãy thiệt. Này. Còn toàn là con thuyền nhỏ ra khơi ha. Chị sao? Không thấy giống như chiếc thuyền bùm không? Tự làm kéo đây hả? Để cho anh em xem con thuyền nhỏ ra khơi của toàn đang. Ồ đây mà mấy đầu bếp bên Nhật mà nhìn cái chủ đề của anh em cũng hơi bị hắc não á. Trước là tôi xin vô học làm bếp của sư phụ kia mà ông thấy đen quá. Thấy tôi tay nghề tôi cứng ông đuổi tôi. Bây giờ làm thấy bây giờ ông nhìn lại tôi trang trí là ông hậu ăn chắc luôn. Phải không? Chứ sao? Ấy là ông thấy em đen quá, ông không cho làm hay là gì? Thấy tướng vừa vừa không cho làm. Vừa thấy tướng vừa vừa không cho làm chứ. Con thì nhỏ ra khơi nè anh em. Làm nhanh nhanh đó nó tàn. Anh em xin thử sư phụ mà đuổi toàn đi là sự lựa chọn sáng suốt của ông hay là sự lựa chọn sai lầm của ông nghe anh em. Còn anh Hải là con thuyền gãy cánh. Con thuyền gãy cánh. Cho nên có một bên cá có thì một bên kia không có gì hết. Biết sao tôi để em bốn cái này không? Cái gì vậy? Ông thấy mà mấy chiếc xà lan dưới thuyền nó thường bỏ mấy cái miếng lớp xe để nó va chạm vô cái thành bê tông nó khỏi bị xước cái thuyền á. Bỏ bên vô thuyền để ra mình là phao hay làm phao? Làm phao để mình thả xuống. Có nghĩa là rớt nước là mình có cá mình ôm mình bơi á. Phao. Nếu mình đói bụng là mình lấy mình ăn luôn cái gì? Làm luôn đó, bụng lấy mình làm luôn. Phao nhỏ hả? Con thuyền gãy cánh con hai. Con thuyền gãy cánh. Đây là cái dẫn cái trụ đèn báo hiệu cho dẫn cái trụ đèn báo hiệu cho tèo đi nó ní ní quá nè. Trời dữ ha. Toàn làm nè giống ngay cái xương sống con cá hả? Sao từ từ mới ra hình được người cánh thì không còn trạng đây trạng nguyên chủ đề gì đây? Cá nằm ngửa hay là cá nằm phơi nắng? Cá bốn mùa đi. Hay là cá một nắng? Cá phơi một nắng này này. Anh thuyền của anh là nó bị gãy cánh cho nên anh dẫn cái trụ đèn để báo tín hiệu. Một khi mà tèo nó gần là nó sẽ thấy màu đỏ là nó xin đi. Thấy màu đỏ chứng tỏ là cay lắm là đừng có đụng ha. Đừng có tông thuyền tôi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ý tưởng hay rất hay luôn các bạn ơi. Toàn nè. Trơn quá Nguyễn ơi. Dưới trúng rồi cái thuyền nó lát nữa này. Tỉa hoàng Nguyễn ơi. Thì người có ha. Quả nghĩ sao mẹ? Thôi trời. Anh em biết anh tối nay làm gì không? Cái gì anh? Sau khi thuyền chiều bão nó bị ghẻ cánh rồi, cho nên cái sỏ nó néo quá nứt. Anh tủ qua một lớp xốp. Kêu anh chủ hì đây, anh làm giám khảo loài là trung gian luôn á. Để coi thử, sợ anh ngại không dám vô hình để làm giám khảo thôi.
Nếu đồng ý thì anh sẽ vô ngang. Ok. Sao càng xong chưa nay? Anh sao tê chân sáng giờ sao rung 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 rồi ta? Chắc chưa uống ly nào. À quên, sáng nay Vũ Vũ cũng không tham gia được anh em. Mà bữa nay là ngày thứ tư rồi. Bữa qua là ngày 3 tuần mới cơ mã. Bà nội Vũ nó buồn, nó khóc nhiều quá, nó mệt đó các bạn ơi. Vũ chắc là một đứa cháu hiếu thảo nè. Mai mốt mấy chị phụ nữ mà kiếm chồng là nên kiếm chồng cái gu kiểu mà cái phong cách như Vũ á, nam thần y như Vũ nha các bạn. Hiếu thảo mà đẹp trai mà hiếu thảo. Sao muối nữa nha. Là chuẩn hết. Nam thần luôn á. Chứ sao này? Vũ mà nghe tới đoạn này chắc khoái lắm nè. Ngồi cười mỉm cười luôn. Cười đét cười hoặc là cười mỉm chi luôn Hiển ơi. Có của mình là Xuân Họa Thu Đông nha Hiển. Mà mình là thích chơi bông. Thì mình trang tí ít cái bông cho nó đặc sắc xíu. Là chơi 4 mùa à? Chơi 4 mùa luôn. Đây cái bông này chắc là bông bông đào, hoa đào nở đào đây đào. Hoa đào nở tảng núi á, tảng núi luôn. Núi à. Ừ. Nhưng mà hoa nào nở được chứ hoa mai nở không được do ở dưới không khí lạnh nhiều quá nè, đúng không? Cái trụ đèn quay của chiếc anh em ơi, mình đã mời được anh chủ chủ nơi này làm giám khảo anh em mình nha. Anh ơi, hôm nay tụi em có cái chủ đề là ba người làm món sashimi nha. Sashimi Nhật Bản. Anh coi cái ai là người làm đẹp nhất trong này. Ok không anh? Rồi mấy anh em. Dạ, anh nhìn nha. Nhau nha. Anh quan sát đi. Dạ. Anh nhập nhìn kỹ đi nhà ơi. Anh quan sát cái món toàn trước đi. Em ra chủ đề con thằng nhỏ ra khơi là thấy cái đây là cái sườn chính nó này, còn xung quanh là mấy cái lốp xe anh thấy ghê anh biết rồi không? Thấy xung quanh lốp xe để nó cản cái dành cái bằng sườn đó anh. Còn đây biết cái gì không? Đây là hai cái khẩu tiểu liên nè. Và tao bị bắn luôn. Nhiều với anh em mình con thuyền mình là con thuyền mình bị ghé cánh không, con thuyền bị lúng chảy nước không vô cái, không? Cái dàn phao của thằng Toàn thì quá yếu đi anh, bây giờ còn cái mũi không anh, trai mấy cái độn bên Nhật này, ba cái độn độn phòng á, còn là cái gì đâu đó ba cái này hả? Ba độn phòng á, tèo nó da vô là nó dậu ra, nó da vô dậu ra, hôm nay còn sống mà. Còn bên đây là những cái phao cái sinh anh chắc nguyên một bên luôn, bên nào luôn đó, cái gì là mình ôm phao. Sao nó bị niễn bên sao? Sao nó niễn bên làm sao niễn được? Vậy là niễn làm sao được mà niễn. Còn đây là trụ đèn báo hiệu của anh nè. Cái mố em là theo kiểu năm sao anh. Em nói chung là thấy cái đây cái em đặt tên luôn nè. Cái khế em cắt năm cái ngôi sao anh đặt năm sao luôn, món năm sao. Theo kiểu sashimi Nhật Bản. Nói chung là trang trí đơn giản không có gì hết. Anh quan sát kỹ nha. Đó, anh thích cái món nào hơn đẹp hơn nha. Sao anh hai em thấy trang trí trái cây nhiều dưới này? Chứ giờ anh hai vừa trái cây rồi. Vừa trái cây sao? Anh quyết định thử ai là người đẹp nhất hôm nay anh? Đây là ai là siêu đẹp ấy. Thì trái cây nhiều trang trí thì nhìn thấy nó bắt mắt hơn, đẹp hơn. Còn Toàn với cả em đây thì nói chung là cái trái cây mình nó ít cầu kỳ hơn anh Hải. Anh Hải thì làm thấy hoa văn nó nhiều quá, trái cây nhiều. À, anh này chắc thích em trái cây rồi. Bây giờ anh trao cúp vàng cho ai đây? Rồi anh quyết định ai là người chiến thắng. Bữa nay cuộc chơi là của anh á. Anh là giám khảo mà anh cũng quyết định mà. Không, nếu nhìn đẹp thì anh Hải đẹp và Toàn thì đấy cũng cà hành nhất phải sao. Anh hai vô địch. Cơ. Vậy là anh hai vô địch. Đây là chỉ là nhận xét riêng của anh chủ này thôi nha các bạn. Còn khán giả thì mỗi người một ý, anh em có thể bình luận. Nhưng theo mình á, mình thấy là mình thích cái của Trọng nè, cái Trọng mà mình thấy có vẻ đẹp nè các bạn ha. Thấy có sự cái bố cục nó cân đối. Của Toàn cũng rất là đẹp. Cái anh Hải còn thiền ghế cánh của anh Hải đây. Đó, còn đây của Toàn. Còn xe rồi, con đã bán hai cây đà bát rồi không hiểu không? Wow, dữ dằn ha. Sao? Đây là nước chấm của Toàn. Ủa sao mua tạc trên cái dành vậy? Mà ăn kiểu Nhật Bản mà phải vậy. Đây, bên Nhật mà ăn nhiều bò tạc mới tốt chứ. Vậy hả? Thôi, bây giờ anh em mình vào thưởng thức món này thôi. Bên bên anh đi. Rồi, mời anh Nhật anh em dùng nha. Rồi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Mời tất cả anh em nha. Rồi, chiên thôi. Ôi, cá từ sống lên. Cá dày không ngon nữa, cá nào ngon. Bỏ đi nha, giòn giòn luôn. Ừ. Từ sống chính hiệu luôn. Đúng ngọt luôn. Vô bò nhập em. Vô bò tạc luôn. Rồi, mời anh em nha. Quá ngọt. Wow. Vô nha em ơi. Dùng em dùng thoải mái nha em ơi. Mời anh em nha. Đó, cái mực mực vậy. Thuê. Chắc là đậm nước ra em nhập. Rồi nè. Mời anh em nghe. Wow, hôm đó là cá của ngọt. Cá anh bắt tự nhiên vô. Nhà từ nãy rồi mà. Ê, kèo có xu ê. Quá đã luôn. Anh nói con cá này nó gấp hai giá con cá bình thường mà. Gấp đôi mà. Hay không? Có tự nhiên khác mà mẹ. Đây anh tự nhiên 100 cây mà. Vậy là công việc anh. Mấy đi bên Nhật về mua chai Kawasaki em thấy rồi, còn hơn cái chai Kawasaki. Anh Nhật, anh dùng xong anh dùng em miếng có kẹp miếng khế nha. Qua về miếng khế. Rồi. Công nhận cá ngon không Trạng ơi.
rất ngon. Mời cá lọc mà dai ngọt đẹp cho miệng luôn mà dai ghê. Ồ, kèm 20 ớt này. Phải để ớt kèm vô đây nữa này. Anh cho em hỏi là cái thời gian làm việc của anh á, ví dụ như là anh ở đây rồi tới mấy giờ anh về? Anh giờ tôi bây giờ đến sáng ngày mai. Sáng ngày mai luôn. Dạ, rồi bao giờ là anh kéo cá đem đi bán? Mấy giờ làm việc kéo cá? Mấy giờ? Cá liên tục rồi, tối bắt đầu anh kéo tới sáng. À, kéo liên tục. Đánh ba cái dứa. Dạ. Chủ yếu là dính cá gì để anh đi bán ngoài chợ? Dạ, như cá cầu, cá gì đó. Dạ. Cá đối. Anh dính xong rồi anh đưa cho vợ anh ra chợ bán. Anh bán bỏ nè thế này luôn. Bỏ quán nhậu mà. À, bỏ tại chỗ luôn hả? Bỏ quán nhậu. Còn nhiều mấy con cá nhỏ nhỏ là anh bỏ lại chứ cái điều mình nuôi tiếp chứ. Không, cá lớn mình bán chứ. Cá dụng là cho cá mú đồ ăn. À. Còn như mà mình có được cá mú, cá hồng, cá dẻo thì mình phải thả vô. À, là cá này mình nuôi cho lớn để mình đúng không? Mình giữ. Anh cho an toàn có dụng luôn á. Đưa cái tay em coi nè, em nhìn cái tay anh nè. Mà là cực giỏi. Anh tí xì trên kia mà nát cái tay luôn. Cái tay anh không thẳng được mà anh thẳng cỡ nào. À, thế này đó. Đó. Mà làm cực giỏi luôn. Em thấy cố gắng anh quá nhiều không? Ồ, để mình thử con cá mình nghe giới thiệu cho mình. Đây á, cái này ăn cái này là phải kèm theo miếng khế đó nha. Đó. Ờ vậy hả? Mời anh em nha. Thêm nước đậm vị xíu nha. Chấm đậm vô mà ngon. Thấy có vẻ hấp dẫn ha. Không, cá tự nhiên nó dai. Để thử con cá này ra sao thôi. Em thử cái bao dai luôn. Dai mà ngọt. Dai cực kỳ. Nó sực. Bây giờ mình vuốt tèo xuống đây ăn kèm với cá luôn. Ăn kèm có khế. Nhưng miếng khế quan trọng hơi bự quá. Nó chua nhiều quá nhưng mà nó cảm giác nó ngọt à. Ờ không, cái thịt da phải quá ngọt. Miếng này đây, xong để làm con cá không thử nó ngọt. Thử miếng bên anh này lạnh ngọt. Quá ngọt. Dai à, ghê không? Cá ngọt. Sức cho cẩn miệng á. Ừ. Dùng nhá. Rồi anh mới ăn nó ngọt cái kiểu ngọt tự nhiên ta. Đúng không? Rồi em dùng thử cái tay nghề thẻo của anh Hà thử coi. Là miếng này coi. Đây phải không? Quá ngon. Anh Hà thẻo miếng đẹp thiệt. Bao ngọt luôn. Rồi, dài chứ. Ê, chấm thử nó chấm sạch luôn quên mày buồn hết em chịu nổi nha em là chịu nổi á ôi con cá nó ngọt mà nó cài dầm á nó ở như điện kim đan luôn nghe con cá mà mình mua tự nhiên ở ngoài đồ dai người ta bán á nó không có đồ dai không có đồ giòn nó mềm còn đây nó đây nè sát nhà ăn miếng phê này đó ăn dãy đắng miếng á anh không về mấy cảm giác ngon thực sự của con cá anh dùng anh quá chất lượng anh nhập ơi bao ngon luôn anh nhập dùng anh nhập cho anh cầm rau gì vô vậy đâu ăn miếng ớt đi ớt phê con thì nhỏ ra hơi nha các bạn mời anh em anh nhập đây nhập rồi dùng đi để dùng thử miếng rẹo này quá đã đúng món cá này đúng đã luôn dùng thử miếng rẹo này thử đi hết nồng quá rồi nào ăn hết chút chè đó quan trọng là cái ngon không là cái lá tía tô anh chấm có rẹo mày luôn nhiều hơn ngon hơn miếng chấm tôm nồng quá mà tôi chấm anh ít nồng quá đã biết không? Biết ở đây mình chạy mình làm món gì không? Cái đầu này mình nấu ngót nó là hết bài luôn. Đầu em nấu ngót hả? Chứ sao? Khế rất nhiều quá. Ăn miếng khế phải cho đã chứ. Em là thích ăn khế nó chua đã mà. Xíu quá. Khế em đã. Cái đây mà nhậu. Ủa, mời đây cuối nha. Con cá này nó mới nó nhỏ nhưng mà ăn nó có vỏ nha. Đúng không? Nếu mà nó bự là ngon cỡ nào ta? Bữa nãy mình nghĩ là nó nhỏ thì nó không được dai mà công nhận là đúng dai luôn. Anh ơi, anh bắt con cá nào bự cỡ 2-3 kg không? Loại cá mú đó. Anh bỏ đợt này nó vớt bỏ nhậu hết rồi nhưng mà nó không có cá bự á. Nói chung cái tầm 7-8 ngàn ký à, kỳ vậy ta. Wow, ngon cái miếng luôn. À, toàn còn thử miếng toàn à. Em quất lia lịa mà hết rồi. Hết rồi. Hết lia lịa mà. Anh em ơi, lần đầu tiên mình thưởng thức được cái con cá mà con cá mú mà nó nhỏ nhỏ mà tự nhiên kiểu này thấy nó ngon cực kỳ nha. Còn cá mú loại lớn anh em mình dùng nhiều rồi. Con cá này nó ở nước biển hay là nước sàn hai hay là nước lợ như thế nào anh? Ngay cửa biển luôn mà. Dạ, ngay cửa biển luôn. Nước nó lợ, nó không hoàng hung mà nó không có ngọt. Ok, ngon, ngon cực kỳ ngon luôn. Cá sông Lạ. Cá này mà sông Lạ mình nổi tiếng mà hiện. Ờ ha. Anh em ơi, mình xin tạm dừng clip tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay cảm ơn anh chủ con này luôn. Anh rất là dễ thương, tính rất là tội tuyệt vời luôn các bạn ơi. Chào anh em nha. Chào anh em. Chào anh em. Hôm nay anh sửa được chiếc thuyền anh xong rồi, mình sẽ thuê đấy, mình sẽ nhờ anh chở mình ra ngoài cái gành đảo kia mình sinh tồn quay phim cho anh em xem ở đấy nữa nha. Wow, này có ngọt kể gì á? Bao đậm. Đây mình đầy quỳnh, 48 bao ngọt luôn. Có điểm luôn à? Rượu. Ừ, chín luôn. Để giờ anh gói mà không cho ly rượu biết. Đâu có dám sợ anh em, chứ còn em thì nghĩ. Chắc chào anh gói làm ly ra chứ nhất luôn. Dầm để tén cái lưng đây, thấu một bớt. Ủa, rượu gì vậy? Bưng rượu đây coi. Chưa rồi. Wow, vậy mà nãy anh Hả đang thèm đó. Có rượu cũng rung. Có rượu cũng rung, không rượu cũng rung.